Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến môn toán lớp 5. Cô là cô Hoàng Phương Khánh, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau khởi động để ôn tập lại kiến thức cũ các em nhé. Ở tiết học hôm trước, các em đã được tìm hiểu về hình tròn, đường tròn. Vậy em nào phân biệt được hình tròn và đường tròn? Các em hãy tạm dừng bài giảng để trả lời câu hỏi của cô nhé. A. Hình tròn là một mặt phẳng nằm bên trong đường tròn, còn đường tròn là hình khép kín bên ngoài của mặt phẳng. Các em học sinh thân mến, mặt phẳng màu đỏ chính là hình tròn. Đường viền đen khép kín là đường tròn. Tiếp tục, trên hình tròn, cô vẽ bán kính OC. Đường kính AB. Em hãy dừng bài giảng và so sánh cho cô về độ dài của đường kính và bán kính. À, chúng ta dễ dàng nhận thấy các bán kính OA, OB và OC đều bằng nhau. Tiếp theo, độ dài đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính. Hay chúng ta có thể nói độ dài bán kính bằng 1/2 độ dài đường kính. Như vậy, cô nhận thấy các em đã nắm được thế nào là hình tròn, thế nào là đường tròn. Cô có lời khen tất cả các em. Tiết học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau khám phá một khái niệm mới có liên quan đến hình tròn các em nhé. Hôm nay chúng ta học bài Chu vi hình tròn. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 97. Thế nào là chu vi hình tròn? Cô mời các em chúng ta cùng quan sát hình vẽ trên màn hình. Cô có một hình tròn, có bán kính là 2 cm. Cô sẽ đánh dấu thêm một điểm A ở trên đường tròn. Ở dưới đây là một cây thước kẻ. Vậy cô sẽ làm gì? Các em sẽ tiếp tục theo dõi bài giảng. Bây giờ các em hãy chú ý quan sát. Cô sẽ xoay đường tròn đúng một vòng. Lúc này, điểm A sẽ ở vị trí của điểm B. Và độ dài của đoạn AB chính là độ dài của đường tròn, bán kính là 2 cm. Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. Như vậy chúng ta thấy rằng hình tròn có bán kính 2 cm có chu vi trong khoảng giữa vị trí từ 12,5 cm đến 12,6 cm. Hoặc nói cách khác, hình tròn có đường kính 4 cm thì sẽ có chu vi trong khoảng giữa vị trí từ 12,5 cm cho đến 12,6 cm. Các em thân mến, trong toán học, để tính chu vi hình tròn có đường kính là 4 cm, ta có thể tính bằng cách nhân đường kính 4 cm với số 3,14. Chúng ta lấy 4 nhân 3,14 bằng 12,56 cm. Như vậy, muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 và cô có công thức như sau. C bằng D nhân 3,14. C ở đây chính là chu vi của hình tròn. D là đường kính hình tròn. Hoặc chúng ta phát biểu như sau, muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 và cô có công thức C bằng
R nhân 2 nhân 3,14. Và cũng như các em đã biết rồi, C là viết tắt của chu vi hình tròn, R là bán kính hình tròn. Để giúp các em tính thành thạo chu vi của hình tròn, cô có ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Tính chu vi hình tròn có đường kính 6 cm. Bây giờ, các em sẽ tạm dừng bài giảng, vận dụng công thức tính chu vi hình tròn mà cô vừa nêu để thực hiện ví dụ 1 ra nháp các em nhé. À, các em chắc hẳn đã có kết quả của riêng mình rồi. Sau đây, mời các em theo dõi lên màn hình để xem đáp án của cô. Chu vi hình tròn là 6 x 3,14 bằng 18,84 cm. Như vậy, bạn nào có kết quả giống với kết quả của cô có lời khen ngợi đến tất cả các em. Chúng ta tiếp tục vận dụng công thức qua ví dụ số 2. Ví dụ 2, tính chu vi hình tròn có bán kính là 5 cm. Các em tương tự như ví dụ 1, tạm dừng bài giảng và làm bài cho cô. Các em đã có đáp án của riêng mình. Sau đây, mời các em quan sát đáp án của cô. Cô cũng áp dụng công thức tính chu vi hình tròn. Cô có bài giải như sau. Chu vi hình tròn là 5 x 2 x 3,14 bằng 31,4 cm. Như vậy, ở ví dụ 2, người ta cho mình bán kính. Muốn tính chu vi hình tròn, chúng ta sẽ lấy bán kính nhân với 2 và nhân với 3,14. Các em vừa làm hai ví dụ và cũng như ghi nhớ công thức tính chu vi hình tròn. Bây giờ, cô trò mình sẽ vận dụng vào làm bài tập các em nhé. Cô mời các em chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thực hành. Bài 1. Tính chu vi hình tròn có đường kính D. A. D bằng 0,6 cm. Như vậy, với bài tập này, chúng ta sẽ áp dụng công thức vừa học để làm. Bây giờ, các em tạm dừng bài giảng và làm bài cho cô. À, các em đã làm xong bài tập. Mời các em xem đáp án của cô. Chu vi hình tròn là 0,6 x 3,14 bằng 1,884 cm. Như vậy, ở đây cô sẽ áp dụng công thức tính chu vi hình tròn. C bằng D nhân 3,14. Câu B. Tính chu vi hình tròn có đường kính D bằng 2,5 dm. Tương tự như câu A, các em cũng vận dụng công thức và tạm dừng bài giảng để làm bài tập. Các em đã ra kết quả rồi. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi đáp án của cô nào. Chu vi hình tròn là 2,5 nhân 3,14 bằng 7,85 dm. Bạn nào có đáp án câu A và câu B giống như trên màn hình của cô thì cô có lời khen đến tất cả các em. Còn bạn nào chúng ta tính chưa chính xác thì các em hãy tính lại cho cẩn thận hơn các em nhé. Cô và các em vừa tìm hiểu xong bài tập số 1. Bây giờ cô trò mình qua bài tập số 2 các em nhé. Bài 2. Tính chu vi hình tròn có bán kính R. R bằng 1 phần 2 mét. Vậy, dựa vào đề bài, em hãy cho cô biết bài tập 2 có điểm gì khác so với bài tập 1? Các em hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi của cô nhé. À, đúng rồi các em ạ. Bài tập 2 có điểm khác là người ta cho mình bán kính và yêu cầu mình tính chu vi hình tròn, trong khi bài tập số 1 thì người ta đã cho đường kính. Vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức nào để tính chu vi hình tròn? Các em hãy tạm dừng bài giảng và làm bài vào trong vở cho cô nhé. Sau khi làm bài tập vào trong vở, chắc hẳn bây giờ các em đã có kết quả rồi. Mời các em cùng theo dõi đáp án trên màn hình của cô. Cô có bài giải như sau. Chu vi hình tròn là 1 phần 2 nhân 2
nhân 3,14 bằng 3,14 mét. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ sử dụng công thức lấy bán kính nhân với 2 và nhân 3,14. Và các em sẽ ra được kết quả chu vi là 3,14 mét. Bạn nào có đáp án giống như của cô nào? Cô có lời khen ngợi các bạn làm đúng. Em thân mến, chúng ta có thể áp dụng công thức tính chu vi hình tròn vào trong cuộc sống để tính chu vi của một bánh xe đạp, hay bánh xe máy, hoặc là bánh xe ô tô. Vậy thì chúng ta muốn biết chu vi của một bánh xe bằng bao nhiêu? Bây giờ, cô và các em chúng ta cùng đi tìm hiểu các bài tập số 3. Bài 3. Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi bánh xe đó. Các em, cho cô biết. Bài toán cho chúng ta biết điều gì? Và bài toán hỏi chúng ta điều gì? Các em hãy tạm dừng bài giảng, suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. À, bài toán cho mình biết. Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Và bài tập yêu cầu chúng ta tính chu vi của bánh xe đó. Các em cũng áp dụng công thức vừa học, giống như ở bài 1 và bài 2. Để làm bài tập 3 và trong vở cho cô. Cô mời các bạn cùng làm nào. Sau khi các em đã làm bài tập xong, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi xem mình làm đúng hay chưa. Mời các em quan sát lên màn hình của cô. Chu vi bánh xe đó là 0,75 x 3,14 bằng 2,355 m. Đáp số 2,355 m. Bao nhiêu bạn có kết quả giống như kết quả của cô? Cô có lời khen ngợi tất cả các em làm đúng. Còn bạn nào chúng ta làm chưa chính xác thì chúng ta sẽ theo dõi và sửa bài các em nhé. Như vậy, ở bài tập 3, chúng ta cũng áp dụng công thức. Muốn tính chu vi hình tròn, chúng ta lấy đường kính nhân với 3,14. Như vậy là vừa rồi, chúng ta đã áp dụng công thức tính chu vi hình tròn vào trong 3 bài tập. Và các em chắc hẳn cũng đã ghi nhớ được công thức tính chu vi hình tròn rồi đúng không nào? Một lần nữa, cô mời các em chúng ta cùng ghi nhớ công thức tính chu vi hình tròn. Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Công thức C bằng D nhân 3,14. C ở đây là chu vi của hình tròn. D là đường kính hình tròn. Hoặc muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. C bằng R nhân 2 nhân 3,14. C là chu vi của hình tròn. R là bán kính hình tròn. Như vậy, các em ghi nhớ và học thuộc công thức cho cô nhé. Các em thân mến, như vậy là các em đã nắm được công thức tính chu vi hình tròn và áp dụng vào làm các bài tập. Các em hãy làm hoàn chỉnh bài tập và thật chính xác để gửi về cho cô giáo của mình nhé. Và các em hãy học thuộc, ghi nhớ công thức cũng như chuẩn bị bài cho tiết học sau. Chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô thân ái chào tạm biệt tất cả các em.